Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một cái trò chơi vui, đó chính là bịt mắt và đoán sản phẩm. Trước mặt các em là ba dòng sản phẩm mặt nạ tự nhiên đang được các cô gái Việt Nam rất là yêu thích. Và trò chơi chúng ta sẽ là bịt mắt với bằng phương thức ngửi thôi, các em hãy đoán đây là sản phẩm gì. Wow. Chúng ta bắt đầu nhé. Ok chưa? Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Okay. Bây giờ mời Minh trước. Mời Minh. Các em hãy phải ngửi thôi và hãy đoán nó là sản phẩm gì. Em đoán đây là mì cắm gạo. Ok. Đến Hoa. Em đoán chính xác đây là mì cắm gạo rồi. Ok. Cắm gạo đúng không? Chúng ta để đây nhá. Tiếp theo chúng ta đến sản phẩm tiếp theo. Hoa thơm, mùi trà xanh. Mùi này em hay đắp. Mùi rất quen thuộc ạ. Chắc chắn là mùi trà xanh rồi. Ok. Mùi trà xanh thơm quá. Em lại muốn uống matcha trà xanh. Ok, bây giờ chúng đến sản phẩm tiếp theo nhé. Mời Minh. Wow, thơm thế. Hình như là tinh dầu thì phải. Thơm á? Có, hình như có rất nhiều mùi của cánh hoa. Em ngửi thấy có mùi hoa hồng. Đến Hoa xem, Hoa sẽ đoán xem đây là sản phẩm gì. Em ngửi thấy mùi cánh hoa hồng. Có cả mùi hoa đại và có một chút mùi tinh bột cắm gạo. Chị ngửi thấy. Em đoán đây là tinh dầu. Tinh dầu. Tinh dầu nó mới thơm thế chứ, nó mới nhiều loại mùi cánh hoa. Ok, mình có muốn ngửi lại lần nữa đoán xem đây là sản phẩm gì không? Có ạ. Thực sự sản phẩm nó rất là thơm. Chắc chắn đây là mùi tinh dầu rồi. Vì không thể có những loại mặt nạ nào mà có thể thơm như thế này được. Ok, chúng ta sẽ đến cách kiểm tra thứ hai. Chúng ta sẽ thử test sản phẩm nó lên tay nhé. Và bước kiểm tra sản phẩm thứ hai đó chính là các em sẽ chỉ cảm nhận bằng bàn tay thôi, bằng chân tay của mình thôi. Hãy đoán xem đó là sản phẩm gì. Có được không? Dạ. Thế nhưng mà hơi khó đấy chị nhỉ. Ok, chúng ta chỉ sẽ test trên tay, cảm nhận bằng bàn tay thôi, để đoán xem cái sản phẩm các em sẽ kiểm tra trên tay đấy là sản phẩm loại nào nhé. Chúng ta bắt đầu nhé. Em đoán đây là sản phẩm gì? Em thấy nó cộm cộm ấy, giống như bột trà xanh. Ok, Hoa có đoán sản phẩm gì? Em đoán là bột trà xanh, cái thứ cảm giác này cũng đắt rồi. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái sản phẩm thứ hai nhé. Wow, mát thế. Mịn ghê. Bột trà mềm cũng cảm giác mát rồi. Em thấy sao? Em cảm thấy nó mát, mềm mịn và càng cho cái kem này nó càng tan ra tay, cảm giác như kiểu mình đang bôi kem dưỡng ẩm vậy. Mình đối với chị thì thực sự cái sản phẩm này nó rất là ngấm, nó thẩm thấu vào da tốt này, mà nó còn mịn nữa, xoay vào nó tan lên đấy luôn. Khi bắt đầu bôi thì cảm giác nó hơi sạm sạm, nhưng càng xoay thì nó càng mịn ra. Chị nghĩ chắc chắn đây là một cái kem dưỡng gì đấy. Em nghĩ hoặc là tẩy dưỡng bảo chết. Chắc chắn là hai sản phẩm không, hai sản phẩm này thôi. Vì hiện giờ da tay em đang rất là mịn, ẩm, giống như kiểu là kem dưỡng ẩm ban đêm em hay dùng. Bây giờ chúng ta có thể mà bỏ mặt nạ ra được rồi, đúng không? Wow. Đây là sản phẩm gì vậy? Em thấy nó thẩm thấu hoàn toàn hết vào da. Nhưng mà em nghĩ không phải kem dưỡng đâu. Chị nghĩ đây nó là một mặt nạ gì đấy, một mặt nạ tự nhiên. Nhưng mà chị không biết là nó sản xuất từ một cái sản phẩm gì.
tại vì nó đắp vào nó thực sự nó rất phần giống xấu nhưng mà nó không không hết được nước cạn ấy, không phải là kem dưỡng. Như các em đã biết là mỹ phẩm thường được chiết xuất từ tinh dầu động hoặc thực vật, và năm loại cánh hoa này hầu như giữ được nguyên bản những cái loại tinh dầu của nó, và nó rất tốt trong vấn đề dưỡng da và làm sạch da. Sản phẩm này không những vừa để đắp mặt nạ, các em có thể dùng để tẩy tế bào chết và rửa mặt được. Thực sự là cảm giác của nó rất là mịn, ngấm vào phần đó vào da tốt, cảm giác như mình đang bôi kem dưỡng ấy. Thực sự nó phần đó cực kỳ nhanh luôn, nó rất thích.